tên là Nguyễn Đức Quân. Hôm nay em sẽ thực hiện dự án trồng rau an toàn cùng với bạn Lương Hiếu Đạt và bạn Trần Đức Huy. Chúng em chuẩn bị gồm có một chiếc khay dùng để trồng rau, một bệt hạt giống bắp cải, một cái bi và phân bón. Bước đầu tiên, chúng em sẽ cho đất trồng vào khay đất. Bước thứ hai, chúng em sẽ dùng bi tạo những lỗ nhỏ trên bề mặt rồi đặt hạt vào lớp đất và nén nhiệt. Bước thứ ba, chúng em sẽ tưới nước cho cây. Bước cuối cùng, chúng em sẽ dọn vệ sinh nơi làm việc.